Thưa quý Phật tử, chúng ta bắt đầu lớp học. Các vị Phật tử có nghe được không ạ? Dạ được. Dạ nghe rõ thưa sư. Dạ. Chúng ta trước khi vào bài mới, chúng ta nhắc lại cái bài học vừa rồi chút. Vừa rồi chúng ta học về cái danh chế định. Thì ở trong cái phần học vừa rồi đó, thì nó có một cái, nó có một vài cái câu hỏi mà khi mà tôi ra khỏi phòng rồi đó, thì các vị trừ hỏi tôi không hay. Tôi rằng là cái câu nói là ba cõi sáu đường á, là phi danh chân chế định, là phi danh chân chế định, thì tôi xin trả lời vắn tắt là ba cõi nó thuộc về phi danh chân chế định, sáu đường thì cũng thuộc về phi danh chân chế định. Còn cái cách mà chúng ta nói là hai cái khái niệm chung với nhau như là danh chân, phi danh chân chế định, hay là phi danh chân chế định, thì nói thầy tạm qua nó là chỉ là diễn đạt rộng thêm thôi. Và do vậy á, cái danh chân chế định loại khác biệt, cái danh chế định á, các vị chỉ hiểu gọn lại đó. Tôi muốn các vị Phật tử chúng ta cái danh chế định. Danh chế định thì ở đây chúng ta thêm một chữ cho nó dễ, cho nó rõ ràng hơn là định danh chế định, để cho các Phật tử dễ lắm. Thì ở trong cái danh chế định này nó có hai, chỉ có hai, chúng ta chỉ nhớ có hai cái điều chính thôi, đó là cái danh chân chế định. Danh chân chế định và phi danh chân chế định. Cái danh chân chế định là chỉ là cái khái niệm nha. Cái danh chân chế định là khái niệm. Chỉ cái pháp nào, cái pháp như chúng tôi nói đó, là chỉ pháp, tức là chỉ cho cái gì, chỉ cho điều gì, chỉ cho thứ gì, chỉ cho pháp nào có thực, nhưng mà rõ ràng hơn thì chúng ta nói là có thực tính. Có thực tính nha.
cái chữ thực tính này là có h, mà do vì cái chữ viết ở đây nó mất hai chữ h liền. Dạ. Thực tính. Rồi cái phi danh chân chế định á, là cái khái niệm chỉ cho pháp nào không có thực tính. Còn bốn cái còn lại á, là các vị Phật tử chỉ hiểu là nó là cái gộp chung lại với nhau thôi. Và cái danh chân chế định này á, cái danh chân chế định này á, còn gọi là ngôn ngữ chỉ cho pháp chân đế. Rồi cái phi danh chân chế định này đó là ngôn ngữ chỉ cho pháp tục đế. Chúng ta chịu khó nói, đôi khi chịu khó nói dài dòng một chút mà nó rõ ràng hơn, là bởi vì khi mà chúng ta nói ngôn ngữ chân đế và ngôn ngữ tục đế đó, thì rất có nhiều người hiểu lầm rằng là cái ngôn ngữ có hai loại ngôn ngữ, một ngôn ngữ thuộc về chân đế và một ngôn ngữ thuộc về tục đế nha. Do vậy chúng ta nói rằng là ngôn ngữ chỉ cho pháp chân đế và ngôn ngữ chỉ cho pháp tục đế. Và dù là ngôn ngữ chỉ cho pháp nào, chân đế hay là tục đế, thì đã là ngôn ngữ thì là tục đế. Nói như vậy có nghĩa là toàn bộ những danh từ, những ngôn ngữ diễn đạt trong ví dụ pháp đều dùng bằng cái ngôn ngữ tục đế hết. Chẳng qua ở đây cái tục đế của ví dụ pháp là gì? Là danh chân chế định. Và ngôn ngữ của ví dụ pháp thường dùng, chứ còn ví dụ pháp thật ra dùng cả hai ngôn ngữ nha. Nhưng mà ngôn ngữ ví dụ pháp thường dùng mà khi mà chúng ta học ví dụ pháp, người ta hay nói là ví dụ pháp học cái ngôn ngữ chân đế đó, thì chúng ta phải ghi rõ ràng hơn là cái ngôn ngữ mà ví dụ pháp thường dùng, và ngôn ngữ ví dụ pháp thường dùng là danh chân chế định. Và ngôn ngữ vi pháp á, thường dùng là danh chân chế định. Tức là cái ngôn ngữ mà chỉ cho pháp có cái bản thể thật, có thực tính. Nếu mà chúng ta nói gọn á, chúng ta nói rằng là cái danh chân chế định á, là cái khái niệm chỉ cho cái pháp mà không có thực, pháp có thực. Và cái phi danh chân chế định á, là cái khái niệm chỉ cho pháp hay thứ hay điều vật gì á, mà không có thực á. Thì có đôi khi chúng ta thắc mắc rằng là tại sao, ví dụ giống như là cái căn nhà, chiếc xe hơi, cái bàn, cái ghế vân vân, trước mắt chúng ta thấy rõ ràng như vậy, mà tại sao ví dụ pháp nói rằng là không có thực. Không có thực ở đây tức là nó không có thực tính, nó không có cái bản thể riêng. Và để chúng ta để xác định rằng là cái danh từ cái đó nó thuộc về cái nó có phải là tục, có phải là phi danh chân chế định hay không, hay gọi là cái tục đế hay không đó, thì chúng ta xem nó có cái bản chất thật, có bản chất thật hay không. Nếu cái gì mà không có bản chất thật đó, thì cái đó được gọi là tục đế quy ước. Còn cái gì mà nó có bản chất thật đó, thì cái đó là chân đế. Một cách chúng ta dễ hiểu hơn, tức là ví dụ giống như là chúng ta gọi cái bàn, thì để xem rằng cái bàn nó có phải là
chân đế hay là chế định, thì chúng ta xem rằng là nó có cái yếu tố gọi là cái bàn hay không. Nếu mà khi mà cái bàn chúng ta phân tích ra, đây là gỗ, đây là mặt kính, đây là những cái khung nhôm, đây là đinh vít ốc tán vân vân, từng phần một, rồi thậm chí ở trong từng cái sớ gỗ hay từng những cái đơn, những cái thành phần nhỏ nhất trong cái bàn ấy, thì chúng ta không có thấy cái yếu tố nào gọi là cái bàn hết. Và chúng ta khi mà chúng ta đi mua đồ thì chúng ta không có thể nói rằng là chúng ta tìm một cái vật liệu nào mà cái vật liệu đó là tên cái bàn hết, trừ khi mà nó được những cái thành phần đó cộng lại với nhau mới gọi là cái bàn. Do vậy đó, cái bàn đó là khái niệm về một cái món đồ không có cái đơn vị thực tính, mà nó được làm ra bằng nhiều thứ có thực tính, cho nên chúng ta thấy nó có thật. Ví dụ giống như là tại sao nói người nam người nữ đó, nó là cái khái niệm tục đế, cái khái niệm chỉ cho cái pháp không có thực tính, là bởi vì chúng ta không có thể nào mà chúng ta chia các con người đó ra từng đơn từng phần nhỏ mà chúng ta có thể tìm thấy cái gọi là nam, cái gọi là nữ trong đó, nó không có. Ngay cả cái gọi là cái con người cũng vậy, chúng ta không có thể nào mà chúng ta tìm thấy một cái yếu tố nào được gọi là con người hết. Có một cái câu chuyện kể ở trong cái kinh gọi là cái kinh Milinda Banha, hay là những cái câu hỏi của vua Milinda đó. Thì trong một cái lần gặp gỡ đầu tiên, vua Milinda gặp một vị tôn giả đó, tức là ngày Na Tiên, hay còn gọi là ngày Nakasina. Là bởi vì đức vua đó vốn là một nhà thông thái, đặc biệt là vua tìm hiểu rất là nhiều kinh điển Đức Phật, và đức vua cũng biết, cũng có biết đến một cái khái niệm ở trong đạo Phật, đó là gọi là cái khái niệm chế định. Và lần đầu mà khi mà gặp vua, gặp ngày Nakasena, ngài là một vị sa môn trẻ tuổi, thì đức vua muốn thử ngài đó, thì đức vua mới hỏi rằng là bạch ngài cho tôi hỏi ngài tên chi. Ngài Nakasena ngày đó lời rằng là cha mẹ tôi cũng như là mọi người gọi tôi là tên là Nakasena. Thì vua mới hỏi rằng là ngài nói ngài là Nakasena, vậy chứ thưa ngài, cái gì là Nakasena? Cái gương mặt là Nakasena, hay cái tay hay cái chân hay những cái tứ chi, những thành phần nào trong cơ thể của ngài gọi là Nakasena? Thì ngài trả lời rằng là thưa đại vương, thật ra thì nó không có cái gì gọi là Nakasena hết, nhưng mà do vì cái tiếng chế định cộng lại những cái thành phần đó cho nên tôi được gọi là Nakasena. Rồi ngài ví dụ cho vương nghe, ngài ví dụ giống như là thưa đại vương, có lẽ là khi mà đại vương đi đến đây đó, thì đại vương đi bằng cái chiếc xe phải không? Thì vua nói thưa đại đức, đúng là tôi đến đây là bằng chiếc xe. Thì ngài Nakasena ngài hỏi rằng là vậy chứ hỏi đại vương, đó là cái gọi là chiếc xe đó có phải là con ngựa là chiếc xe, hay là vành xe là chiếc xe, trục xe là chiếc xe, hay là cái thùng xe là chiếc xe? Thì vua nói không phải, mà tất cả những cái phụ tùng đó cộng lại đó cho nên gọi là cái chiếc xe. Vậy thì cái mà chúng ta học cái diệu pháp để chúng ta hiểu rõ cái khái niệm về cái gọi là cái chân đế và cái tục đế là vậy. Cái tục đế tức là những cái gì mà chúng ta theo cái điều kiện, cái lý do nào đó mà chúng ta định đặt như vậy, chứ bản chất của nó thì không có cái bản thể thật. Nó cũng ví dụ giống như là cũng là một cái tấm vải như thế này mà chúng ta dùng nó để lau gương mặt đó, thì chúng ta gọi đó là cái chiếc khăn. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng nó là để chúng ta lau bàn ghế vân vân đó, thì chúng ta gọi là cái dĩa lau, cũng là cái chiếc vải đó thôi. Nhưng mà sở dĩ mà gọi khác tên nó đôi khi vì cái công dụng khác đó mà chúng ta có gọi khác cái tên. Hoặc là cũng cùng cái chất liệu đó thôi, nhưng mà khi mà chúng ta làm cái hình dáng khác đó, thì chúng ta có cái tên khác. Thật ra thì tôi không có rành nấu nướng lắm, nhưng mà tôi thấy rằng cái sở dĩ mà khác, sự khác biệt giữa cái bánh chưng và bánh tét đó, hầu như nó chỉ khác biệt nhau về cái hình dáng. Tức là nếu bằng cái tất cả những cái thành phần trong cái bánh chưng thì chúng ta hoàn toàn có thể gói thành cái bánh tét.
Nhưng mà hãy khi mà chúng ta gói cái hình dạng đó thì chúng ta gọi là cái bánh tét, và chúng ta gói dạng hình vuông thì chúng ta gọi là cái bánh chưng. Giờ như vậy là cái chế định ở đây chúng ta học để chúng ta phân biệt rằng là có những cái khái niệm cho những cái mà nó có cái bản thể, có cái thực tính. Còn có những cái khái niệm là chỉ cho cái không có bản thể, không có thực tính. Và trong cái khái niệm gọi là cái phi danh chân chế định thì có hai. Thứ nhất là có những thứ nó không có bản thể riêng, nó không có bản thể thực, nhưng mà nó được làm thành từ những thứ có bản thể thật. Ví dụ giống như là nhân loại, chư thiên, ngạ quỷ, súc sinh, vân vân, đó là những cái tên gọi phi danh chân chế định. Là bởi vì trong cái con người gọi là nhân loại đó, đó không tìm thấy được cái yếu tố nào gọi là con người nếu mà chúng ta cắt nhỏ ra. Nhưng mà cái mà làm nên con người đó gồm có sắc, quẩn, thọ, quẩn, tưởng, quẩn, hành, quẩn, thức, quẩn, cái đó là có thực tính. Do vậy đó, cái khái niệm về cái con người đó là một cái khái niệm phi danh chân chế định, một cái khái niệm chỉ cho cái pháp tục đế. Nhưng mà nó được làm, nó được hình thành từ những đơn vị chân đế, những là đơn vị có thật. Rồi cái trường hợp thứ hai là trường hợp thứ hai là có những cái khái niệm mà chúng ta chỉ cho một pháp, một thứ, một điều, một vật mà hoàn toàn không có thật và cũng không được hình thành từ những đơn vị có thực tính. Ví dụ giống như chúng ta có những cái nhân vật thần thoại, như hôm trước chúng ta có nói đến nhân vật thánh giống, hay là chúng ta có nói đến những cái nhân vật hư cấu ở trong phim ảnh, trong truyện, vân vân, thì đó là những cái nhân vật không có thật. Tên gọi đó thì không có thật mà chỉ cho một cái khái niệm về một nhân vật cũng không có thật, và những nhân vật đó cũng không được hình thành từ những đơn vị có thật. Dạ, các vị có nghe kịp không? Tôi lấy ví dụ giống như là hai trường hợp. Một người đó là một vị là Hưng Đạo Vương, còn một người đó là Thánh Giống. Cái Hưng Đạo Vương hay Thánh Giống đó đều là cái tên gọi, cái đã là cái tên đó thì là quy ước, là tục đế, là chế định. Ngay cả Đức Trần Hưng Đạo đó cũng là chế định, là bởi vì không có cái đơn vị nào được gọi là Đức Trần Hưng Đạo hết, mà Đức Trần Hưng Đạo có được đó là do tứ đại, do ngũ uẩn mà có. Còn riêng trường hợp với Thánh Giống thì hoàn toàn khác với Trần Hưng Đạo, là Thánh Giống đó là một cái khái niệm về cái thứ mà hoàn toàn cũng không có được hình thành từ những đơn vị có thật. Và do vì cái pháp tục đế đó là những gì mà chúng ta quy ước, chúng ta định đặt, không có cái bản chất thật, cho nên pháp tục đế không có cái đặc tính như những gì có thật của chân đế. Ví dụ như đã là một hiện hữu, một cái gì mà đã sinh ra thì cái đó phải diệt, phải mất. Còn cái tục đế là quy ước á, do vì nó không có bản chất thật cho nên nó không có nằm ở trong cái lực vô thường khổ. Ví dụ giống như chúng ta nói một con người đó sinh ra đó, ai cũng phải có già, có bệnh hết. Nhưng mà cái bức tượng chúng của mình, cái bức hình của mình thì nó không có mang đặc điểm sinh lý của con người đó được. Bức tượng của Đức Trần Hưng Đạo không có thể có những cái căn bệnh như là Trần Hưng Đạo, mà cũng không có cái giai đoạn mà chúng ta thấy già chết như Trần Hưng Đạo. Nó vô thường theo cái cách khác. Do vậy mà khi mà nói đến cái pháp tục đế đó, là một cái pháp mà chúng ta hiểu rằng là thứ nhất là không có cái thực tính, không có cái bản chất thật, không có cái thực tính thật.
Và cái điểm lưu ý thứ hai là do vì không có cái bản chất thật đó, cho nên nó không có nằm trong cái quy luật của vô thường khổ. Một lần nó có một vị chư thiên á, hỏi Đức Phật á, một cái câu hỏi thường thường nó bị chư thiên các vị hay hỏi Đức Phật bằng những cái câu hỏi ngắn, nhưng mà đó là những cái câu hỏi đôi khi là những vị đó đó được học hỏi từ ở đâu đó, thậm chí là có vị với cái tuổi thọ dài, các vị học được những cái điều đó từ chư Phật quá khứ truyền lại vẫn còn. Thì có lần vị chư thiên cũng hỏi Đức Phật như thế này: Bạch Thế Tôn, cái người nào cái gì già cái gì không già? Thật ra nói về cái già cái không già nó nhiều lắm, nhưng mà nội dung của cái bài kinh đó, bởi vì Đức Phật ngài hiểu cái ý của vị thiên nhân đó hỏi ngài cái gì, cho nên ngài mới trả lời là ngài nói đó là cái sắc của chúng sinh á, cái thân của chúng sinh á thì nó già, nhưng mà cái tên đó, cái danh tánh để gọi thì không có già. Như vậy thì cái này là cái gì mà nó bản chất thật á thì nó vô thường, nó biến đổi nha. Còn cái gì nó là tục đế, nó là chế định, nó là quy ước á, thì nó mà không có nằm ở trong cái luật vô thường đó. Giống như là nhà thơ Nguyễn Du á, ông đã chết cách đây đã lâu rồi, nhưng mà cái tên của ông á thì nó vẫn còn đó, khi chúng ta nhắc lại thì cái tên vẫn như vậy thôi. Từ hồi nhỏ cha mẹ chúng ta đặt cái tên như thế nào, đến khi chúng ta chết rồi sau này mọi người nhắc lại, cái tên nó vẫn như vậy, cho nên không có vô thường giống như thân của chúng ta, nó không có gì. Và đây là cái lý do mà tại sao một vị hành giả thiền quán á, là phải dùng cái đối tượng chân đế chứ không phải là tục đế. Bởi vì tu thiền quán hay là thiền minh sát, hay còn gọi là cái thiền tứ niệm xứ á, là vị đó phải làm sao thấy được cái tam tướng thế gian là vô thường, khổ và vô ngã. Mà cái pháp tục đế đó thì nó không có vô thường, khổ, vô, cho nên là cái pháp tục đế nó không thể nào làm cái đề án tu tập, đề mục tu tập của một vị tu thiền tứ niệm xứ. Và khi mà chúng ta học ví dụ pháp đó là để chúng ta hiểu như vậy, chứ không phải là chúng ta hiểu rằng là do vì cái thiền tứ niệm xứ là cái thiền đó là cái thiền cao siêu, và do đó là cái đối tượng đó là phải là chân đế là cao siêu chứ không phải là tục đế. Ở đây không có phải vấn đề là chân đế là cao siêu hay là tục đế không cao siêu gì hết, mà do vì cái lý là do vì cái chân đế là cái gì có thật, cho nên nó phải bị cái luật vô thường khổ trong đó. Còn mà cái pháp tục đế là cái pháp quy ước, cái pháp giả định, nó không có thật thì làm sao nó có già, có chết, có vô thường giống như là người thật. Chúng tôi lấy ví dụ khác, ví dụ giống như là các vị Phật tử mà hay coi phim võ hiệp như của Kim Dung đi, thì người ai hỏi các vị đó là Dương Quá, Tiểu Long Nữ còn sống hay chết, thì chúng ta đâu có nói được, là bởi vì đó là những cái nhân vật hư cấu, tác giả hết phim á, thì họ cho họ còn sống chúng ta biết vậy, nói họ chết thì chúng ta biết vậy, chứ họ đâu phải là người thường. Họ không có thật, và chính vì không có thật cho nên chúng ta không có đặt cái vấn đề đó mà còn sống hay chết. Không có thật là đương nhiên là không còn sống, nhưng mà nói đã chết rồi thì không phải, bởi vì đã chết thì điều đó cũng có nghĩa là đã từng sống, nhưng mà cái này chưa từng sống thì làm sao mà có chết. Không có từng sinh ra đó thì không bao giờ có tử. Do vậy đó là cái pháp tục đế là cái pháp khi mà chúng ta học vi diệu pháp, đó là chúng ta nắm cái lý đó. Còn cái bài học ngày hôm nay chúng ta học phần tiếp theo, gọi là cái phần nghĩa chế định.
Ở đây các vị thấy là khi chúng ta học á, là tất cả chân đế hay tục đế, tất cả cái gì chúng ta có thể khái niệm, có thể biết, có thể suy nghĩ, tất cả đều gọi là các pháp hết. Rồi từ cái pháp này nó chia ra làm hai, là cái pháp nào mà có cái thực tính á, thì chúng tức là có cái bản thể thật á, thì chúng ta gọi là cái pháp chân đế. Còn cái pháp nào do quy ước giả định theo cái sự thật thường tình thì chúng ta gọi là tục đế. Và do vì thường thường cái tục đế là những cái phần riêng lẻ ngắn, và các cái lớp học quy dục pháp đó, là chúng ta chỉ học thoáng qua thôi, không có đề cập sâu. Và trên cái biểu đồ này thì chúng ta thấy cái pháp tục đế đó để dưới cùng đây, pháp tục đế để dưới cùng đây, và chỉ có hai hàng hai bên thôi. Và do vì cái hình thức trên cái biểu đồ này cho nên hai hàng này đó là để ngang như thế này. Và thường thường á là các cái lớp đi học ví dụ pháp đó chúng ta cũng chia ra là cái pháp tục đế đó là chia ra có hai, là danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định là chúng ta vừa học về ngày hôm trước, ngày hôm nay chúng ta học về nghĩa chế định. Nhưng mà nội dung ở trong cái nội dung bài học này á, trong cái lớp này đó, thì chúng tôi muốn ở đây á, chúng tôi muốn là hai cái dòng mà bên đây là danh chế định nha các vị, bên đây là danh. Trên cái bảng này, trên cái biểu đồ vi pháp này, bên đây là danh, còn bên đây là nghĩa. Thường thường á là trong cái sự phân chia đó thì các vị cái pháp tục đế đó thì cái chia ra có hai thôi, tức là danh chế định và nghĩa chế định. Nhưng mà trong cái lớp này tôi hướng dẫn các vị đó thì tôi không muốn các vị hiểu như vậy. Không phải là tôi sửa lại các vị tiền nhân đi trước, nhưng mà do vì cái lý do này mà tôi sửa lại. Và các vị nhớ cái này nha. Vừa rồi chúng ta học hai điều, tức là trong cái danh chế định đó, thì có danh chân chế định và phi danh chân chế định. Cái phần thứ hai mà chúng ta học đây á, gọi là nghĩa chế định á, thì toàn bộ cái nghĩa chế định này cái nghĩa chế định này nó thuộc về cái phi danh chân chế định. Và do vậy đó, tôi xuống dòng ở đây là lý do này. Nó khác với cái sự phân chia như chúng ta phân chia là pháp chia ra có hai, chân đế và tục đế. Thì chân đế là cái phần riêng, tục đế là cái phần riêng. Còn ở đây á, là ở trong cái danh chơi, trong cái nghĩa chế định này đó, thì toàn bộ cái nghĩa chế định toàn bộ cái nghĩa chế định này thuộc về phi danh chơi chế định. Cho nên tôi xuống dòng ở đây mà tôi không có chia ra là pháp tục đế chia ra có hai, mà tôi không có chia như vậy. Mà cái pháp tục đế đó thì tức gồm có cái danh có sáu phần này. Tôi chia ra là pháp tục đế có sáu nha. Có cái sáu cái điều này.
Nhưng mà từ sáu điều này chúng ta chỉ hiểu là nó chỉ có hai thôi, tức là danh chân chế định và phi danh chân chế định. Đó. Như vậy thì trong cái cách mà chúng tôi muốn hướng dẫn các vị, đó là các vị chỉ nhớ có hai điều đó thôi, là danh chân chế định và phi danh chân chế định. Còn bốn điều còn lại thì đó là bốn điều gặp lại của hai cái điều trên. Còn toàn bộ cái nghĩa chế định này là thuộc về cái phi danh chân chế định. Phi danh chân chế định là chúng ta nhớ lại bài học, tức là những cái gì chỉ cho pháp, chỉ cho điều, chỉ cho thứ, chỉ cho cái, mà nói chung là chỉ cho pháp á, không có cái thực tính. Thì khi mà phân thành cái nghĩa chế định này, nếu mà các vị Phật tử nào mà chúng ta tham cứu thêm nhiều cái quyển sách đó, thì chúng ta thấy là đôi khi cái nghĩa chế định này không phải chỉ có kệ 7 mà kệ tầm 9 loại, 10 loại vân vân. Cái điều đó nó không có cái gì hết đó, là bởi vì cái gì mà do chúng ta định đặt, chúng ta quy ước á, không biết các vị Phật tử có vẻ là không có thấy cái rõ hả? Cái gì mà do chúng ta định đặt quy ước á, thì nó rất là nhiều thứ. Ở đây chúng ta chỉ kể, thường là các quyển sách đó là chỉ kể những cái phần tiêu biểu thôi. Là do vì cái cách mà chúng ta quy ước á, thì nó có nhiều cái quy ước gọi là nghĩa chế định á. Tức là dựa vào cái đặc tính, dựa vào cái ý nghĩa mà gọi tên. Ví dụ giống như là chúng ta dựa vào cái hình thức, như là gọi thấy cái hình thức vuông có bốn góc thì chúng ta gọi là hình vuông, không có góc cạnh nào hết mà đó là một hình đều thì chúng ta gọi là cái hình tròn, vân vân, thì đó gọi là cái hình thức chế định. Rồi cái hiệp thành chế định á, tức là cái gì mà nó được hình thành từ những cái yếu tố khác, những cái thành phần khác, những đơn vị khác cộng lại gọi là hiệp thành chế định. Và nó giống như chúng ta có cái bánh chưng là nhờ chúng ta có lá, rồi có nếp, rồi có đậu xanh, có vân vân, có mấy cái thành phần để làm nên cái bánh chưng đó, cho nên gọi là cái bánh chưng. Còn mà nếu những cái thành phần đó để riêng lẻ, phần lá để riêng, cái phần nếp để riêng, cái phần nhân để riêng, thì nó không còn là cái bánh chưng nữa. Và do vậy những cái quy ước nào, những cái quy định nào mà theo cái khái niệm là tập hợp lại để có cái tên gọi, thì những cái khái niệm đó, những cái quy ước đó, nó được gọi là hiệp thành chế định. Và ở trong cái hiệp thành chế định đó đó, nó có những cái vật á, vô tri và vật hữu tình. Trong cái hiệp thành chế định đó, nó có cái vật vô tri và vật hữu tình. Và do vì á, chúng ta rất thường nhắc đến những cái loài hữu tình, cho nên ở đây kể thêm cái gọi là cái chúng sinh chế định, tức là quy ước tên gọi cho các cái loài hữu tình. Chúng sinh chế định tức là những cái quy ước về tên gọi cho các loài hữu tình. Như chúng ta có tên, chúng ta có cái gọi chúng, những cái chúng sinh mà chứng thiền sắc giới hay vô sắc giới gọi là phạm thiên, rồi những chúng sinh ở các cái tầng trời dục giới gọi là chư thiên, hay là những các loài phi nhân khác như là dạ xoa, càn thác bà, loài người, đông vương, cầm thú, ngạ quỷ, chúng sinh địa ngục, bạn sinh, vân vân. Thì những cái tên gọi chỉ cho các cái loài hữu tình như vậy đó thì được gọi là chúng sinh chế định. Còn cái phương hướng chế định, hay là có vị dịch gọi là cái phương vị chế định đó, là phương hướng chẳng hạn giống như là chúng ta gọi là bên phải, bên trái, phía trước, phía sau, đông, tây, nam, bắc. Thì những cái đó thì nó là cái, theo cái phương vị mà chúng ta gọi. Chẳng hạn giống như là hai người ngồi đối diện nhau thì cái bên phải của người này là cái bên trái của người kia, chỉ có phải cái trái đó, không có cái bản chất thật,
Còn cái Đông Tây Nam Bắc cũng vậy, nó giống như là người Tây Phương đó, họ nhìn về Đông Phương của chúng ta đó, thì họ thấy rằng là chúng ta ở phương Đông, cho nên họ gọi xứ ta là xứ phương Đông. Thì do vì họ gọi mình là phương Đông, cho nên mình gọi họ là các phương Tây vậy thôi. Chứ còn mình tới đất tròn như vậy đó, thì chúng ta đôi khi các nhà khoa học này cũng cố gắng là định vị, chẳng hạn giống như là hướng nào mặt trời mọc thì gọi là cái hướng Đông thôi. Chứ còn cái mặt trời, chúng ta biết là cái trái đất của chúng ta nó xoay quanh mặt trời như vậy thì nó đâu có đứng yên một chỗ. Nói như vậy có nghĩa là cái hướng Đông của chúng ta nó cũng không có đứng yên một chỗ. Phương hướng chế định là cái thời gian chế định. Cái thời gian chế định chẳng hạn giống như là chúng ta quy ước là ngày giờ năm tháng mùa màng xuân hạ thu đông, rồi có những cái thời điểm mà chúng ta quy ước theo những cái sự kiện lớn trên thế giới, chẳng hạn giống như là thời tiền chiến, tức là cái thời kỳ trước đệ nhị thế chiến vân vân, rồi thời kỳ hậu chiến, tức là sau kỳ đệ nhị thế chiến. Và ở trong ở đây có cái vấn đề là cái thời gian chế định là cái thời gian đó, nó thật ra nó phải gắn liền với cái sự vật. Chứ nếu không có một cái sự vật nào đó, đó thì nó thật ra thì nó không có thể nó có cái thời gian. Nó phải gắn liền với một cái sự vật, gắn liền với một cái sự kiện, chứ cái thời gian không là cái gì hết. Chẳng hạn giống như là chúng ta nói rằng là trước lấy bản thân mình làm cái sự vật để chỉ thời gian, thì tôi nói rằng trước khi tôi sinh ra hay là sau khi tôi sinh ra. Chứ không có cái giờ, chẳng hạn giống như là cái tay lịch mà chúng ta đang dùng ở đây, thì người ta nói là cái thời điểm cái thời điểm mà trước công nguyên, hay gọi là khi mà trước Chúa Giáng sinh. Giờ thì chúng ta lấy cái thời điểm mà Chúa Giáng sinh, chúng ta làm cái cột mốc để chúng ta tính. Hay nói cách khác, thời gian á, nó chỉ là một cái khái niệm dựa vào một cái sự kiện, một cái sự vật nào có, chứ còn thời gian không có. Tương tự như vậy là gọi là cái hư không chế định. Hư không chế định, hư không á, thì nó không phải hư không á, thì là vô hình vô sắc. Hư không á, là không có gì hết. Mà sở dĩ mà chúng ta gọi như thế này thế kia là bởi vì cái hư không đó nó bị giới hạn. Cái hư không đó nó bị giới hạn bởi một cái vật nào đó, chẳng hạn giống như là nó giới hạn bởi cái vách núi thì chúng ta gọi là cái động hay là cái hang. Nó bị giới hạn bởi cái thành giếng, chúng ta gọi nó là cái giếng. Nó bị giới hạn bởi cái gì đó mà nó chúng ta có những cái tên gọi giống như là cái lỗ, cái khe, vân vân. Thì cái đó là gì? Cái hư không nó không có gì hết. Do vì cái bị cái giới hạn nào thì chúng ta có cái tên gọi cho cái đó gọi là hư không chế định. Còn cái tiêu biểu chế định á, chữ tiêu biểu ở đây á, thì thật ra từ cái chữ Pali gọi là nimitta, nimitta bao nhát đi, nimitta tức là cái gọi là nimitta bao nhát đi. Nimitta tức là cái từ Phật học hay gọi là cái ấn tướng hay là ấn chứng. Giống như là một người tu thiền á, một người tu thiền nó có cái ba cái giai đoạn mà khi mà họ nhìn vào cái đề mục họ tu tập. Cái đề mục đầu tiên gọi là cái sơ tướng. Và cái sơ tướng tức là cái sơ tướng là một vị hành giả tu cái đề mục là đất. Thì vị đó thường thường tìm một cái mảnh đất nào đó, thường thường đó là các vị tìm một cái mảnh đất theo các cái hướng dẫn của các vị thiền sư, của các cái bộ luận đó, là các vị hay tìm một cái mảnh đất hình tròn dài khoảng một gan cộng với bốn ngón tay. Vì ngày xưa người ta không có cái đơn vị đo giống như mình, mà người ta hay dùng cái cơ thể của mình làm đơn vị, một gan thêm bốn ngón tay như thế này nè. Đó là một cái hình tròn đường kính như vậy đó. Và người ta đặt phía trước mặt và để tu ra cái đề mục đất. Và khi mà tu một cái thời gian như vậy đó, thì khi mà họ nhắm mắt lại đó, thì họ vẫn còn thấy cái hình ảnh đó. Họ vẫn còn thấy cái hình ảnh đó, gọi là cái trì tướng. Tức là trì ở đây là giữ, hay là học tướng, tức là từ chữ là ban đầu là Parikamma Nimitta, tức là sơ tướng. Vì sao là Úc Hà Nếm Mết Tá là
trì tướng. Trì tướng rồi sau cái giai đoạn nó đến giai đoạn thứ ba gọi là pratipha, cái nó mét tác gọi là tự tướng. Có một số vị gọi là quang tướng, tức là nó sáng nhưng mà nó không có đúng với cái từ Bali, chỉ Bali và Tipa, cái này là tự tướng, tức là nó tương tự. Tự tướng ở đây tức là khi mà vị nó nhắm mắt rồi thì cái hình ảnh đó nó vẫn còn cái tâm trí của vị đó, nó giống như là vị đó đang mở mắt, cho nên gọi là tự tướng nha. Rồi sở dĩ mà có cái gọi là quang tướng đó là do vì có những cái ấn, có những cái đề mục mà khi đó nó trở thành cái ánh sáng, và do nó có những vị theo cái khía cạnh đó mà gọi là quang tướng. Nhưng mà đó là cái phần ngoài đề. Thì cái tiêu biểu chế định á, gọi đúng là ấn tướng chế định. Rồi sau này nếu mà chúng ta đọc thêm sách đỡ thì có nhiều cái loại chế định lắm, chẳng hạn giống như là Casina Panyati là đề mục chế định, vân vân. Thì ở đây chúng ta chỉ học những cái ở đây chúng ta chỉ học những cái gọi là những cái tiêu biểu. Những cái tiêu biểu như vậy. Và trong cái bài học này á, trong bài học này á, tôi muốn các vị Phật tử á, trong 13 pháp chế định, 6 pháp thuộc về cái danh chế định và 7 pháp nghĩa chế định này, thì chúng ta phải nhớ rằng là 7 pháp nghĩa chế định này á, nó thuộc về một phần của cái danh chế định là phi danh chân chế định. Và do đó đó, cái nghĩa chế định này chỉ là cái phần mở rộng của cái phi danh chân chế định thôi. Do đó khi chúng ta nhớ cũng được và chúng ta không nhớ cũng được. Rồi nếu mà các vị Phật tử nào mà chúng ta đọc các quyển sách khác, chúng ta thấy kể thêm cái nhiều cái loại chế định đó, bởi vì chế định là vô số mà. Vô số, tôi ví dụ chẳng hạn giống như mình nói rằng là người ta phân loại con người theo cái theo châu lục, thì chúng ta nói là người Á Châu, người châu Phi, người châu Mỹ vân vân, đó là cái phân loại theo châu lục. Rồi trong kinh chúng ta đó thì có phân loại theo cõi, như là cái chúng sinh là cái cõi sắc, cõi vô sắc, cõi vô tưởng, hay cõi dục giới vân vân, thì chúng ta rất có nhiều cái phân loại. Thì thật ra khi chúng ta có thể chúng ta gọi có thêm những cái gọi là cái cảnh giới chế định, hay là nhiều loại cái thứ khác chế định, không chế định cái thứ gì cũng được, như là các vị muốn là lấy cái đồng tiền ra mà chúng ta quy định cũng được. Chẳng hạn giống như chúng ta nói là trên đời này có ba hạng người, hạng người là nghèo, rồi trung lưu, rồi giàu, đó là chúng ta lấy theo cái tiêu chuẩn giàu có và chúng ta phân định con người. Như vậy nói chế định nó là vô số thôi. Cho nên sau này các vị có thấy là kể thêm nhiều chế định đó là việc tự nhiên. Chúng ta không có kể, chúng ta không có thắc mắc, là bởi vì đã là chế định, đã là không có bản chất thật. Chúng ta muốn đặt sao là đặt, chúng ta muốn gọi sao là gọi, nó không có bản chất thật. Vậy thì toàn bộ cái phần chế định này á, là các vị chỉ nhớ có hai điều thôi, đó là danh chân chế định và phi danh chân chế định. Danh chân chế định á, là cái ngôn ngữ, là cái cách để chỉ ra cái pháp nào có cái thực tính. Còn phi danh chân chế định á, tức là cái gì mà cái khái niệm nào chỉ cho cái pháp mà không có thực tính. Dạ. Tôi gọi cái vi pháp khái lược đó, nhưng mà trước khi gọi là cái khái lược đó, thì tôi phải đi cái gọi là cái vi pháp dài dòng mới được. Là bởi vì từ cái mà chúng ta học tới giờ đó, để chúng ta có được cái chỉ có nhớ có hai cái điều đó thôi, đó là hai cái điều khái lược. Trong lớp này tôi muốn gọi cho các vị. Do vậy toàn bộ cái chế định này chúng ta chỉ nhớ có hai cái điều khái lược này thôi, tức là danh chân chế định và vi danh chân chế định. Và cái ngôn ngữ chân đế chính là cái danh chân chế định, và cái ngôn ngữ tục đế là phi danh chân chế định. Và do đó chúng ta phải nói
kỹ hơn là ngôn ngữ chỉ cho chân đế và ngôn ngữ chỉ cho tục đế. Chúng ta nói gọn là ngôn ngữ chân đế và ngôn ngữ tục đế thì dễ hiểu lầm rằng là cái ngôn ngữ chân đế là cái pháp chân đế nha. Ngôn ngữ chỉ cho chân đế và ngôn ngữ chỉ cho tục đế. Và dù cho chỉ cho chân hay là tục thì cái ngôn ngữ đó cũng là tục đế. Vậy thì toàn bộ ví dụ pháp, kinh và luật đều dùng bằng tục đế hết, bằng ngôn ngữ tục đế hết. Chẳng qua là cái tục đế ở đây là danh chân chế định. Nó khác với cái tục đế phi danh chân chế định. Nhưng mà toàn bộ đều dùng cái bằng ngôn ngữ tục đế. Và trong cái ngôn ngữ tục đế nó có hai, là cái chỉ cho tục đế và cái chỉ cho chân đế. Nó giống như là chúng ta dùng một cái cây thước. Và chúng ta chỉ đây là vàng thật hay đây là vàng giả. Thì vàng thật hay vàng giả chúng ta chỉ cần dùng một cây thước đó chúng ta cũng chỉ hết. Và chúng ta chỉ dù là vàng thật hay vàng giả thì cây thước đó cũng không phải là vàng. Thì cái pháp mà Đức Phật ngày chỉ cho chân đế, cái ngôn ngữ mà Đức Phật ngày chỉ cho chân đế hay ngày chỉ cho chế định, thì cái ngôn ngữ đó dù cho chỉ có ngôn ngữ nào thì chỉ cho cái phương diện nào, chân đế hay là tục đế, thì ngôn ngữ đó vẫn là tục đế nha. Cho nên không có cái chuyện mà cái ví dụ pháp mà chỉ mà nói về cái pháp chân đế đó, cái gì không có cái ngôn ngữ làm sao mà diễn ra. Rồi cái tục đế chúng ta phải học thêm. Như tôi nói các vị á, rất là nhiều cái loại tục đế, nhưng mà sở dĩ mà ở trong cái nghĩa chế định này á, nó có hai cái loại tục đế mà Đức Phật này nhắc đến nữa. Đó là cái tướng chung và tướng riêng. Tướng chung á, là chỉ cho cái tổng thể, và cái tướng riêng á, là chỉ cho chi tiết. Ví dụ giống như tướng chung á, chúng ta nói là đây là người nam, đây là người nữ. Còn cái tướng riêng á, là chúng ta còn để ý là người nữ này có mắt đẹp, người kia có nụ cười đẹp, người nọ có môi đẹp, người kia có tóc đẹp, người nọ có da đẹp. Đó là cái chi tiết. Do vậy đó, khi một chúng sinh có một cái tham ái khởi lên á, là vì đó là chấp cả hai, đó là cái tổng quát và cái chi tiết. Và khi một người tu á, là một người đó thì sao, là Đức Phật này dạy ở tôi tính giới thiệu các vị một cái bài kinh, nhưng mà do vì hồi chiều tôi có làm dấu mà nó mất dấu rồi. Thì đại khái trong cái bài kinh gọi là cái bài kinh hộ trì các cái căn môn á, thì khi Đức Phật này dạy thì chỉ theo hộ trì nhãn căn á, tức là hộ trì giữ gìn cái con mắt á, thì ngài dạy rằng là khi này chỉ tùy theo khi nào mà các ngươi nhìn thấy một cái cảnh sắc nào đó đó, thì ở đây ngài dạy là phải bỏ hai cái tướng chế định, đó là không chấp giữ cái tướng chung mà không có chấp giữ cái tướng riêng. Bởi vì khi mà
chúng sinh để cái tâm phiền não của mình buông thả đó, thì mình có nhiều cái suy nghĩ. Và do vì những cái suy nghĩ đó, đó phần lớn là những cái suy nghĩ đó, nó dính cái phiền não. Và do vậy đó mà từ cái mà chúng ta không có giữ gìn đó, đó cho nên nó dễ lên cái phiền não. Còn Đức Phật Ngài dạy các vị tỳ kheo đó thì làm sao đó, làm trong cái nhìn đó là cố gắng đó, để thấy ra được cái gì là chân đế và cái gì đó nó là cái hình tướng giả định, nó không có bản thể thật. Là chúng ta đọc một cái đoạn này ở trong cái bài kinh, cái bài kinh Niệm Xứ. Ở trong phần về kinh Niệm Xứ, cái phần này chúng tôi đánh dấu vàng này nè, đó là quán thân bất tịnh. Lại nữa này các tỷ kheo quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến nảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh. Chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, thủy, tim, gan, hành, cách, mô, lá, lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khắp xương, nước tiểu, đầy các tỷ kheo cũng như một bao đồ. Hai đầu trống đựng đầy các loại hộp như là hộp gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xây rồi. Một người có mắt đổ các cái hộp, đổ các hộp ấy ra và quan sát. Đây là hộp gạo, đây là hộp lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hộp lúa đã xây rồi. Rồi cái phần này dạy về cái tứ đại bên đây nè các vị coi. Đây nữa này các tỷ kheo quán sát thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới. Trong thân này có vị đại, địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Này các tỷ kheo như một người đồ tệ thiện xảo hay đệ tử của một người đồ tệ giết một con bò, rồi cắt chia từng phần thân tại ngã tư đường. Cũng vậy này các tỷ kheo, vị tỷ kheo quán sát thân này về vị trí các giới, về sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Thường thường khi mà mình nói về cái pháp tu thiền ấy, là đôi khi có nhiều người nghĩ rằng khi mà mình tu thiền thì mình đạt được những pháp thượng nhân, mình có được những cái năng lực mà người thường không có. Và phần lớn chúng ta được khuyến khích như vậy. Nhưng mà ở trong kinh thì Đức Phật Ngài khuyến khích các vị tỳ kheo như thế này. Đúng ra thì tôi dẫn chứng chính cái bản kinh luôn, nhưng mà bất chợt thì tôi không phải mất cái thời gian các vị, không có tìm cái xuất xứ ở đây. Thì Đức Phật là Ngài dạy rằng là này chư tỳ kheo, các ngươi hãy cố gắng tu tập thiền định. Và tại sao tu tập thiền định? Là bởi vì này chư tỳ kheo, vị tỳ kheo thiền định biết rõ sự thật. Và cái biết rõ sự thật nó quan trọng đối với người tu như vậy. Bởi vì không có biết rõ được cái sự thật thì cho nên chúng sinh nó mới phiền não nhiều. Còn mà nếu một người mà biết rõ cái sự thật thì chúng sinh nó sẽ được giải thoát cái phiền não. Là do vì sở dĩ có tham, sở dĩ có sân, sở dĩ có si, là tất cả đều là do cái vô minh nó ngăn ngại cái khả năng trí tuệ hết. Do vậy cái mục đích tu của chúng ta, của chúng ta đặc biệt là đối với các vị tu thiền, là sở dĩ mà các vị được giải thoát là do vì các vị đó thấy rất là rõ cái sự thật. Và chính vì cái điều đó chúng ta học cái dụ pháp, là chúng ta học phải học kỹ phân biệt đâu là cái chân đế, đâu là cái tục đế, cái pháp nào nó có cái bản, có cái thực tính và cái pháp nào không có thực tính. Và từ cái mà Đức Phật Ngài dạy là bị tỳ kheo phải quán tưởng thân này, nó giống như là một cái, giống như là một cái bao đựng toàn là những cái hạt đậu như vậy đó. Thì bởi vì chúng ta vẫn chấp rằng là cái thân này là của ta, là ta, là của ta,
Và khi một vị hành giả tu tập quán sáng từng phần thể trược, gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, vân vân. Khi mà vị đó quán sát như vậy đó, vị đó sẽ thấy không có cái gì gọi là ta. Và cũng thật sự đó, không có cái gì đó nó đẹp hết, nó đáng yêu hết. Mà chẳng qua nó đẹp ở đây á, là do vì cái vẻ hào nhoáng ở bên ngoài. Và thật ra đó, một người xấu và một người đẹp, nếu mà chúng ta phân từng phần cơ thể, như những người, những nhà phẫu thuật, những cái phòng dạy cho các cái thực tập sinh y khoa đó, thì chúng ta sẽ thấy không có người nào đẹp trong đó được, nếu mà cơ thể chúng ta được mổ xẻ ra tất cả. Thì khi một người tu, Đức Phật ngày dạy quán xét như vậy đó, từ cái thân này đó, chúng ta chia ra 32 thể trược, hay là chúng ta chia ra các cái thành khác á, thì chúng ta sẽ thấy cái thân mà chúng ta vốn gọi là cái ta, cái của ta đó, thì nó không có cái gì là ta, là của ta. Từ đó thì tôi thấy được cái tính vô ngã. Từ những cái hình ảnh mà không, từ những cái hình ảnh tục đế, những cái hình ảnh chế định như là tóc, lông, móng, răng, da, từ những cái hình ảnh bất tịnh như là những cái thành phần ở trong cái cơ thể của chúng ta, vân vân, không có cái gì mà sạch sẽ, không có gì đẹp hết. Từ hai cái hình ảnh này mà người tu làm sao để thấy ra được cái tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Và một người mà hiểu ra được cái lý đó, cái lý đó chính là cái gì? Chính là thắng pháp, hay là vi diệu pháp, hay thượng nhân pháp, hay là chân nhân pháp, hay là thánh pháp. Nên môn học vi diệu pháp là gì? Là cái môn học để học làm sao thấy ra được thắng pháp trong lời Phật dạy. Và trong thấy ra được thắng pháp trong thời lời Phật dạy đó ở đâu? Ở trong kinh, ở trong luật. Như vậy thì các vị nói như vậy để chúng ta hiểu rằng là chúng ta học vi diệu pháp đó với cái mục đích như thế nào. Và chúng ta cũng không bao giờ nói là vi diệu pháp là cao hơn cái tạng kinh, hay là vi diệu pháp thì sử dụng cái từ chân đế vân vân. Những cái đó là chúng ta học lớn, chúng ta nghe đâu đó chúng ta nói với người đó không có học kỹ nữa. Học kỹ không ai dám nói rằng là vi diệu pháp dùng cái chỉ chân đế, tạng kinh là tục đế, vi pháp chân đế. Chân đế thì nó có, nhưng mà vi pháp dùng tục đế để chỉ chân đế thôi, chứ vi pháp không chân đế. Và thật ra chúng ta tìm hiểu cái việc này đó, thì nó cũng không có mất thời gian nhiều, như là chúng ta chỉ có vài ba buổi học đó, thì chúng ta cũng tìm hiểu được rồi. Thì do vậy trong cái lớp học ở đây đó, chúng tôi muốn gọi là cái lớp khái lược, là bởi vì cố gắng làm sao để các vị Phật tử hiểu được những cái yếu lý tiêu biểu của vi diệu pháp. Nhưng mà đôi chỗ vì để rõ ràng hơn nên phải lòng vòng, cho nên là nếu các vị có thể gọi lớp vi diệu pháp này cái lớp dài dòng hay lòng vòng cũng được, sao hết chế định mà, đúng không? Nhưng mà để làm sao mà các vị Phật tử chúng ta có những cái nhìn đúng về cái lời Phật dạy kinh luật luận, chúng ta hiểu cái giá trị của mỗi bộ kinh, chúng ta không vì xem trọng cái bộ kinh này mà đánh giá thấp cái bộ kinh khác, cũng không vì quá đặt cái vấn đề đặt nặng cái vấn đề này mà xem nhẹ cái vấn đề khác. Chẳng hạn giống như là chúng ta đặt nặng về vấn đề hành, chúng ta không có học thì cũng được, không học thì biết đường đâu mà hành. Không có học quá thì chúng ta hành không đúng, mà hành không đúng thì chúng ta chỉ có cái tàu hỏa nhập ma thôi, chúng ta học chúng ta cũng là chúng ta có cái kết quả được hết. Bởi vậy mà chúng ta phải học. Thì ngày hôm nay thì chúng ta kết thúc cái bài học ở đây, và chúng ta cũng kết thúc cái phần về tục đế. Và khi mà có liên quan thì chúng ta cũng nhắc lại cái phần này. Và trước khi mà kết thúc cái phần tục đế thì chúng tôi cũng xin ôn lại, đó là cái phần mà chúng ta học về tục đế. Chân đế đó là chân đế là pháp chỉ cho cái gì có bản chất thật, có thực tính.
Còn tục đế đó là chỉ cho cái pháp nào không có cái bản, có cái thực tính nha. Rồi cái ngôn ngữ chỉ cho chân đế đó thì gọi là danh chân chế định. Cái ngôn ngữ chỉ cho tục đế đó gọi là phi danh chân chế định. Và dù cho chỉ cho chân đế hay chỉ cho tục đế thì cái ngôn ngữ đó, các diễn đạt đó vẫn thuộc về thuộc về tục đế. Và gọi là cái thắng pháp không phải là do việc cái ngôn ngữ chỉ cho chân đế mà cao siêu, mà do cái ngụ ý, do cái ngụ ý chỉ điều pháp nào. Ví dụ như là cũng tóc lông móng răng da thịt gân xương đó mà Đức Phật, các vị thánh nhân, các ngài dùng đó để các ngài ngụ ý chỉ ra thân này là vô thường, khổ và vô ngã, thì cái ngụ ý đó là thắng pháp. Còn nếu mà chúng ta dùng cái ngôn ngữ danh chân chế định, cái ngôn ngữ chỉ cho cái chân đế, nhưng mà để chúng ta chỉ đến những cái việc làm hạn giống như phải làm phước như thế nào để đời sau được đẹp, được giàu, được quyền cước, được cao sang, vân vân, thì những cái pháp đó cũng là những cái pháp thấp kém chứ không phải là thắng pháp. Như vậy là cái thắng pháp không phải là do cái ngôn ngữ, do cái ngôn ngữ chỉ cho chân đế hay là chỉ cho tục đế quy định, mà gọi là cái thắng pháp là cái sự diễn bày bằng cách nào mà người nghe lãnh hội được thắng pháp, thì cái đó mới gọi là cái ví dụ pháp. Do vậy Đức Phật cái ngày bằng rất là nhiều cái hình ảnh, cái hình ảnh người cày ruộng, cái hình ảnh của người chăn bò vân vân, để ngài chỉ ra được cho người ta thấy cái con đường tu tập như là Bát Chánh Đạo Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo Ngũ Căn Ngũ Lực Thất Giác Chi và Bát Chánh Đạo, để người ta thấu đáo được cái Tứ Diệu Đế, thì đó là thắng pháp. Trời. Và tóm lại chúng ta học ví dụ pháp và chúng ta đi tìm cái ý nghĩa thắng pháp đó. Phần còn lại chúng tôi để cho các vị Phật tử nào có cái câu hỏi. Và ở đây thì do vì thật ra trong khi mà tôi giảng bài đó là tôi không có kịp đọc những cái phần các vị hỏi. Dạ. Thành ra có những khi mà tôi có một số Phật tử. Bây giờ các vị Phật tử nào chúng ta có thắc mắc, có câu hỏi thì các vị cứ tự nhiên các vị đưa bàn tay lên rồi tôi mời các vị. Tại vì các vị Phật tử biết không chứ, mà ở trong những cái lớp học này chúng ta ít người thì chúng ta cũng không, và các vị đủ cái không gian yên tĩnh thì chúng tôi cũng muốn là để cho các vị tất cả đều được mở cái microphone hơn hết để trong khi mà tôi đang giảng thì các vị cũng vẫn có thể là câu hỏi. Và chúng tôi có thấy cái tên Phật tử là Apple F9, cô em chính có đưa câu hỏi vào, tôi xin mời. Alo, dạ con thưa sư ạ. Dạ, anh xin nghe. Dạ, con tên Thùy Linh nè, mà hôm nay vô nickname không có hiện lên tên. Dạ. Dạ thưa sư. Apple cũng được, Apple cũng được chế định mà. Dạ, đúng rồi chế định. Dạ, thưa sư cho con hỏi là sư, lúc nãy con có nghe sư giảng về thiền định, thì cái thiền định đó có phải là tên là Samatha không ạ? Mà nếu như đúng là như vậy, đúng là như vậy thì con từng nghe nói là thiền định là của ngoại đạo phải không ạ? Dạ không ạ. Dạ thiền định không phải ngoại đạo, cũng có thiền định mà trong Phật giáo cũng có thiền định. À dạ dạ, tại vì cái thiền định thì là cô còn nghe không? Dạ, dạ. Con nghe. Thiền định thì là tu để mà có đắc dạ. Thần thông chứ không ạ? Cái thiền định có hai nghĩa không? Cái thiền định á mà đi chung với cái thiền tuệ hay thiền minh sát á, là cái thiền định đó là chỉ chứng được các cái phần thiền sắc giới bao gồm các loại thần thông chứ không có chứng được đạo quả.
Còn mà nếu mà thiền định nói chung á, là giống như là vị tỳ kheo hay tu tập thiền định đó, thì thiền định nó chỉ cho cả hai loại thiền, thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ chính là cái thiền samatha đó, hay còn gọi là thiền định. Bà đây xin lưu ý của các Phật tử nha. Hôm trước là sư cố gắng là sư vẽ cái biểu đồ là từ cái pháp và luật của chúng ta mới chia ra cái tâm tạng gồm có kinh, luật và luận. Rồi sau cái đời tâm tạng đó là Atthakatha là cái phần sớ giải. Sau cái đời sớ giải nó là phần phụ sớ. Thì những cái gì mà những cái tài liệu mà đáng tin cậy nhất là chúng ta phải căn cứ trên những cái bộ kinh này. Chứ chúng ta đừng có nghe đầu này nói, nghe đầu kia nói, tại vì những cái đó nó không có xác thực. Nó không có đáng tin cậy. Cho nên là nếu như các vị nói rằng nghe thiền định là không của ngoại đạo vân vân á, thật ra nói là mình phải nghe từ cái, mình phải xem từ cái nguồn gốc nào nghe. Chứ còn mà nghe người này người kia nói thì nó nhiều lắm, nó không có hết. Chúng ta cũng trả lời mà cả ngày cũng không hết, thì có nó nửa giờ nghe. Dạ, con cảm ơn sư mời Phật tử cái tên iPhone, hai cái iPhone, sư mời cái iPhone màu xanh trước nha. Tôi nói vậy chế định các vị xài toàn là tên tuổi chế định không. iPhone, sư mời iPhone màu xanh trước vị anh. Dạ con ạ. Sao không hiểu sao rồi, tôi không unmute được các vị. Dạ. Dạ con hay là... Dạ xin mời các vị. Dạ. Con xin hỏi cái bài kinh mà... Dạ, nói đi. Con xin hỏi cái tên của cái bài kinh mà Phật nói là nên tu thiền, vì điều đó biết rõ sự thật, đó là tên cái bài kinh nằm trong bộ nào thưa sư? Bộ tương ưng không? Tương ưng hơi thở. Dạ, tương ưng hơi thở. Dạ. Con cảm ơn sư sơ thướng. Rồi, xin mời xem Phật tử nào đó. Phật tử nào đang đưa bàn tay iPhone 1. Nhưng mà tuy là ngài chế định nhưng mà chúng ta cũng phải đặt tên sao cho nó dễ kêu, mà chúng ta bị một cái xài cái tên phone không nữa, nó trùng nhau là chúng ta không có kêu được á. Nhưng ở trong phòng này là có hai cái tên iPhone nữa. Dạ tại chưa có rành xài, chưa có biết đặt tên chưa. Dạ, để mai con tìm hiểu thêm. Dạ. Bởi vì chúng ta đừng có coi cái tục đế nó không có cái bản chất thật, rồi cái chúng ta cứ coi thường nó thì khó khăn lắm. Các vị Phật tử còn lại có vị nào có câu hỏi không? Còn nếu mà các vị Phật tử nào mà chúng ta không có câu hỏi đó, hoặc là chúng ta không có câu hỏi đó, thì chúng ta có thể là chúng ta chat ở trong phòng này, hoặc là chúng ta gửi này cho cái Facebook lớp học trường xử lý á, thì chúng ta cũng có thể trả lời các vị sau nếu cái câu hỏi đó thích đáng. Như vậy thì các vị Phật tử không có câu hỏi đó thì không có câu hỏi thì chúng ta kết thúc cái buổi học sớm. Và do vì các vị biết là trong khi mà chúng ta học như thế này đó thì đôi khi nó cũng bị hạn chế về cái vấn đề âm thanh vân vân. Tuy nhiên sau này khi mà cái lớp học nó ít đi, lớp vi pháp nào cũng vậy đó, mở đầu thì đông lắm, nhưng mà cuối đó thì nó còn lại một số người, chỉ là nó chỉ có 5-10 người. Ngày xưa ngày hòa thượng Tịnh Sự mà ngày đi đâu có ngày dạy nhiều người nghe cái gì khác hay đó, rồi cái học lúc đầu mà ngày khai giảng đông lắm, thì ta nghĩ rằng là gì khác là cái môn nói về chân đế không, mà mình bình thường là ta nghe cái gì cao xa rồi thực tế giờ, nhưng mà học thời gian ngắn là chịu không nổi, rồi cuối cùng á
còn có vài người đừng nghe nó thôi, vài người đem về chùa học đi, còn đi xa là... Nhưng mà ngày cái lớp học của chúng ta đó, khi mà nó ít lại đó thì nó có thể là nó cũng tiện một số việc, ví dụ giống như các vị Phật tử chúng ta không có phải bắt cái microphone mà trong cái giờ giảng đó, thì có thể đưa tay và mời các vị hoặc là chúng ta nói chuyện tự nhiên giống như ở trong nó học thật. Và cái thứ hai nữa nó là sau này về cái qua cái bệnh dịch này á, thì lớp học của chúng ta và sở dĩ mà có được đó là do vì đang có cái mùa dịch, các vị Phật tử một số vị Phật tử ở nhà, do vậy mà chúng tôi cũng cố gắng là hướng dẫn các vị. Dạ, cho nên là nếu mà cái qua cái dịch sớm á, thì cái lớp học chúng ta kết thúc sớm. Và trong trường hợp đó, nếu mà có mở thêm thì chúng ta sẽ mở trong cái thời gian cho một số Phật tử nào học, và chúng ta khi đó chúng ta sẽ học chuyên sâu hơn, chẳng hạn giống như là chúng ta học về lộ trình tâm, học về duyên sinh, chúng ta học về duyên hệ. Dạ. Và những cái lớp đó, đó thì tốt nhất là nó chỉ khoảng 20 người trở lại, và ở trong cái không khí yên tĩnh giống như là tôi đang ngồi ở, tôi đang dạy các vị trong phòng vậy đó. Khi đó thì lúc đó là tiện. Dạ. Còn bây giờ nó giống như là chúng tôi giới thiệu cho các vị tự chung chung. Dạ. Nhưng mà thật sự là trong khi mà tôi dạy, mặc dù là cái lớp khá được, nhưng mà những cái vấn đề nào nghĩ rằng các vị Phật tử cần thiết chung cho cái việc tu học, chứ không phải là riêng trong cái lớp học này hay là trong môn ví dụ pháp, thì tôi cố gắng chia sẻ các vị. Và bây giờ thì xin kết thúc bài học ở đây, và xin chúc tất cả các vị Phật tử ăn vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.